Sáng 29 tháng 3, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đã chủ trì và tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Dương về tuyên truyền phổ biến luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra tỉnh, đại diện cơ quan thanh tra các sở ngành địa phương, cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan thanh tra đã được thanh tra chính phủ phổ biến các quy định của luật thanh tra năm 2022, Nghị định số 43 năm 2023, NDCB ngày 30 tháng 6 năm 2023 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật thanh tra. Nghị định số 03 năm 2024 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trong đó tập trung vào những điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra. Thông qua hội nghị này, hoạt động thanh tra trong thời gian tới sẽ hạn chế được những bất cập trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật, giúp cho ngành thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.